dữ. Cá cùng một ở trong này bà con đông. Ở đây chỗ ta bán bông này cho để cái hội quán tôi yêu màu tím. Và bông thì thấy có bông màu tím cũng nhiều. Bông tulip. Có clip nè, clip. Ở đây là cái đường tránh của cái vườn hoa Sa Đéc này. Đó, chỗ này là khách ta vô tham quan nhà họ. Mà ở đằng đầu đường đó thì nó có cái trạm để mua vé cho mấy cái đoàn. Đó.
cúc, cúc tím. Đây có bán bông hồng nữa. Cúc tím mà nhìn tưởng như cái bông gì. Đây kêu cái bông gì. Này tulip hay gì vậy? Dạ, hoa tulip. Nãy tâm lấy chị cho đây nè. Chơi xong được có
không có chỗ hả? Nó qua tới cái mùa mà đi dài này. Thank you.